WiFi Schedule là gì? Khi bạn cần tắt WiFi trong thời gian nghỉ ở văn phòng hay không muốn con bạn chơi game vào ban đêm, WiFi Schedule sẽ giúp bạn cài đặt thời gian bật tắt WiFi nhanh chóng và dễ dàng. Hướng dẫn cài đặt. Đăng nhập vào giao diện cài đặt của router, chọn Wireless Schedule, Enable tính năng Wireless Schedule, chọn cột On để bật thời gian biểu, chọn ngày, chọn thời gian bắt đầu phát WiFi, chọn thời gian kết thúc phát WiFi, chọn Apply, chọn Reboot, chọn OK. Đợi router khởi động lại là đã có hình thành công.